Tôi có một khối u ở vùng bẹn to bằng khoảng trái trứng cúc. Để tiêu khối u này thì tôi cần phải uống những cây thuốc gì và liều lượng như thế nào? Và tôi muốn mua thuốc thì phải làm sao ạ? Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Vì bạn không nói rõ là khối u lành tính hay là khối u ác tính. Nếu như là khối u lành tính thì bạn có thể kết hợp những cây thuốc như sau để điều trị. Cách dùng là cây xạ đen 30g, quả kẽ đầu ngược 15g. Hai vị thuốc trên thì bạn đang sắc với 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Còn nếu như là khối u ác tính thì bạn sử dụng bài thuốc nam như sau: cây xạ đen 30g, bạch hoa xà thiệt thảo 30g và quả kẽ đầu ngược 15g, sắc với 1 lít rưỡi nước và uống thay nước trong ngày. Trong bài thuốc trên thì cây xạ đen là vị thuốc chủ đạo và đây là cây thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị u bướu, phòng ngừa bệnh ung thư. Bởi vì bản chất của cây xạ đen là tiêu trừ u bướu rất là tốt. Một số thông tin tôi xin phép để chia sẻ đến với bạn.